Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Mộc Nhân DIY của mình ha. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu một chủ đề mới ha. Chúng ta sẽ làm một cái cung Mông Cổ nhé. Cái cung của những người Mông Cổ họ thường dùng để đi săn bắn đó mọi người. Thì cánh cung mình sẽ sử dụng bằng tre nhé. Còn chỗ tay nắm và hai đầu cung thì mình sẽ sử dụng gỗ. Đây, cái này mình sẽ làm cái phần tay nắm nhé. Cung này thì cũng đơn giản thôi, làm đơn giản gọn nhẹ thôi, không có quá cực kỳ đâu, ai cũng có thể làm được ha. Ok, let's go. Đi nướng tre xong mọi người, thơm lắm, mùi tre mà nướng lên bếp thơm. Ok, thì cái cánh nỏ thì nó cũng làm nỏ hết vì liệu mọi người. Cánh cung thì nó cũng tạm ổn ha. Đây. Giờ là mình chút nó lại cho nó đều, nó đẹp ha.
xong như vậy ha, mình sẽ máng thử cái dây vô, mình máng vô để mình canh lại cánh nha mọi người, kéo lên để xem thử là hai cánh nó canh hay không ha. Đó, như vậy thì của mình nó đang bị hơi lệch một cánh, mình nó đang bị một cánh nặng cánh nhẹ, mình phải canh lại cho nó chuẩn ha. Bây giờ mình sẽ bịt dây cung nha mọi người. Thì cái dây này mình chỉ mắc tạm để mình test cánh lại với cả là mình xem thử là độ dài của dây bao nhiêu thôi ha. Đây. Mình chơi kiểu nghiệp dư cho nên là mình đóng cái đinh đó ha. Đó, một cái đinh ở đầu này. Và dùng cái dây này đóng một cây vào đầu này nữa. Đó. Đóng hai cây hai đầu như vậy ha. Đây mình sẽ sử dụng dù này ha. Ok, mình bịt xong dây rồi nha mọi người. Bây giờ mình ráp dây vô ha. Ráp dây vô mình test luôn nha. Đó, cái bia mình cũng sau kìa. Xoắn vài vòng nha mọi người, để cho dây nó cuộn vào nhau quá. Ok ha.
mọi người thấy rồi đó, bánh lực phết á. Ok. Đổ luôn cây này mọi người, đổ luôn cái bia này. Mọi người thấy lực không? Xuyên sâu qua bên kia luôn này. Chắc mình buộc cái gì lên đây mình bắn thử á. Kiếm quả dừa bắn thử đi ha mọi người. Ok ha mọi người, vậy là cây cung của mình cũng đã xong nhé. Cung này thì cung tre Việt Nam thôi, nhưng mà nó chỉ mang dáng dấp của cung Mông Cổ. Mình test thử rồi ha. Cái tre này nó còn tươi, nhưng mà mình test thì lực của nó cũng ok đó. Bắn nói chung cũng chơi được, ổn ha. Rồi ok. Thì cũng dễ làm, mà làm cung tre kiểu này cũng dễ làm thôi. Mọi người xem video thì mọi người sẽ hiểu thôi. Rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhé. Nếu thấy video này nó hay thì là nhớ like cho mình với nhé, chia sẻ cho những người khác cùng xem với ha. Rồi nhớ đăng ký kênh mình nhé, đăng ký kênh để theo dõi những clip lần sau của mình làm ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Bye bye.